nhân Hoàng Bá Nghĩa, đến từ Đan Phượng, Hà Nội. Ở tuổi 43, anh bị đục thủy tinh thể trong tình trạng đục quá chín do từng bị chấn thương ở mắt vì có dị tật rơi vào trong quá trình làm việc. Tình trạng này khiến việc sinh hoạt và đi lại của anh gặp nhiều khó khăn. Thông qua quá trình thăm khám tại thành phố TCI, bác sĩ nhận định tình trạng mắt của anh Nghĩa là một trong những ca đặc biệt bởi thể thủy tinh đục quá chín, mắt bên trái chỉ còn có bóng bàn tay. Quá trình mổ sẽ diễn ra khó khăn hơn do mắt bệnh nhân cần phải được nhuộm bao trước khi xé. Kỹ thuật thực hiện cũng lâu hơn so với các bệnh nhân mổ thông thường. Rất may, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Cho đến nay, anh Nghĩa đã có thể lấy lại được hoàn toàn thị lực, mắt nhìn sáng và rõ hơn hẳn. Hãy cùng lắng nghe những đánh giá đến từ bác sĩ về tình hình mắt của anh sau ca mổ nhé. Thì đến hôm nay thì bệnh sau một ngày khám thì hôm nay thì thị lực bệnh nhân đã được trở về bình thường. Trước khi mổ là thị lực có bóng bàn tay. Sau khi mổ thì hiện tại ngày thứ nhất là bệnh nhân đã trở về thị lực 10/10. Thị lực 10/10 và thể thủy tinh rất là trong. Và mọi thứ bệnh sau khi mổ thì bệnh nhân rất là tốt và cái vấn đề mắt ấy, tiền phòng tốt, các mặt trong và thể thủy tinh cân là yên. Thông qua trường hợp của bệnh nhân Nghĩa, lời khuyên của các bác sĩ của Cục TCI là nếu không may bị chấn thương hoặc có các dấu hiệu bất thường ở mắt, người bệnh nên đi khám mắt ngay. Việc thăm khám mắt sớm sẽ giúp phát hiện các bệnh lý về mắt nói chung và bệnh đục thủy tinh thể nói riêng. Từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời, công cuộc điều trị sẽ diễn ra dễ dàng hơn, đồng thời cũng giúp bệnh nhân sớm lấy lại được thị lực cho chính mình.